Hi, xin chào mọi người ạ. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto and Rock, kênh chuyên làm những dự án Crypto MMO ạ. Và nếu bên này chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án X1LS ạ. Để tham gia vào sự kiện Airdrop và nhận 1 triệu token XWL tương đương giá trị khoảng 10 đô, mọi người kết bạn lên mình để phía dưới phần mô tả video ạ. Rồi sau đó mọi người có thể nhận thêm 200 triệu token XWL dành cho bộ rep mọi người mở được để tham gia dự án này ạ. Rồi sau đó mọi người bấm Start để tiến hành làm nhiệm vụ của dự án ạ. Rồi mọi người click vào trong Airdrop cho mình ạ. Mọi người tiến hành làm nhiệm vụ trong group và channel của dự án trên Telegram ạ. Tiếp theo mọi người click vào Submit My Data ạ. Mọi người tiến hành làm nhiệm vụ follow từ Twitter, like và retweet bài post của dự án và gắn thẻ với bạn bè ạ. Rồi mọi người tiến hành follow ạ. Sau đó mọi người kéo xuống ạ, mọi người like ạ, sau đó mọi người retweet lại bài post và gắn thẻ với bạn bè cho mình ạ. Rồi sau đó mọi người review ạ. Tiếp theo mọi người quay trở lại chatbot ạ. Mọi người click vào đoàn như mình ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành gửi profile link Twitter của mình ạ. Để lấy profile link mọi người về trang cá nhân Twitter, rồi sau đó mọi người copy địa chỉ liên kết của mình ạ. Rồi mọi người gửi về support ạ. Rồi sau đó mọi người bấm Start Tick cho mình ạ. Cuối cùng mọi người tiến hành gửi địa chỉ về ví BF Hammer của mình ạ. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc Shark Wallet ạ, mạng Binance Smart Chain. Cuối cùng mọi người có thể kiểm tra lại tất cả thông tin của mình ạ. Rồi mọi người bấm click vào statistics như mình ạ. Rồi ok ạ. Rồi sau đó mọi người kiểm tra lại số lượng token mình nhận được sau khi hoàn thành dự án này ạ. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện Airdrop này, mọi người có thể copy link mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia cùng ạ. Rồi video của mình đến đây kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.